Hello các bạn đã quay lại kênh Tài Viễn Vlog nha. Hôm nay mình có một chuyện sẽ báo cáo cho các bạn biết nha. Đây, mình có một cái nick ở bên Facebook nha các bạn. Có một người bạn ở bên Mỹ, nó giả danh, nó lừa gạt nha các bạn. Các bạn, giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây, giờ mình vô Facebook cho các bạn xem nha. Đây. Đây nha các bạn. Nè, clip Facebook này nha các bạn. Mikenjon nè nha các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Đây. Người này mình quen ở ở trên mạng nha các bạn. Tự vô kết bạn với mình rồi mình quen. Nè các bạn, thấy không? Là nó vô nó làm quen xong rồi nó nói nó ở bên bên nước London, nước Anh nha các bạn. Đây. Và nó vô nó nói chuyện với mình, nó nhắn tin là nó nói nó xài bằng Google dịch, là nó nhắn lịch tiếng Việt Nam nha các bạn. Đó, các bạn coi nè, lừa đảo rồi nha các bạn. Đó, mới đầu nó nhắn là nó nói là mình bạn thân bạn tốt rồi nha các bạn. Đó. Các bạn thấy không? Đó. Rồi bắt đầu xong cái mình tưởng nó là người thiệt tình nha các bạn. Mình nói nó này nọ, mình kêu nó sang Việt Nam chơi nha các bạn. Các bạn xem này, đó, mình kéo từ từ tin nhắn. Đó, nó sử dụng mình kêu gọi cho nó thì nó nói nó sử dụng máy máy tính trò chuyện với mình nha bạn. Nó không có gọi được cho mình nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Giờ bắt đầu sáng ngày mai cái nó mới gọi lại cho mình nha các bạn. Đó. Đó, nó nói nó sẽ qua bên mình nó chơi nha các bạn. Đó, người bạn thân nhất đâu nè, này đó. Các bạn thấy không? Khi mà mình nói chuyện với nó là nó xài Google dịch nha các bạn. Đó, nó nhắn cho mình toàn tiếng Việt không. Đó, các bạn thấy không? Đó. Rồi cái nó cho mình nó xin mình địa chỉ nha các bạn. Mình mời nó qua Việt Nam chơi rồi nó nói nó muốn đầu tư ở bên nước Việt Nam của mình nha các bạn. Nó nói muốn đầu tư. Đó, mình nói kêu nó qua đây chơi thôi. Muốn đầu tư thì để sau đi. Nó đòi nó kêu nó gửi tiền cho mình nha các bạn mà mình không lấy nha các bạn. À, nó nói nó đòi sẽ gửi tiền cho mình nói mình không lấy. Cái nói kêu nó qua đi chơi thôi. Bắt đầu cái nó nói nè mình gọi cho nó nè các bạn thấy không, gọi cho nó thì thấy luôn nha các bạn. Nhưng mà thật sự là nó qua đây á là nó nói là nó bị công an ngoài sân bay nha các bạn. Khi nó đi qua bên đây á là nó nói nó bị công an bắt ở ngoài sân bay á vì đem tiền nhiều quá nha các bạn. Đó, nó nói đem tiền nhiều quá và nó không biết có nó có còn nhỏ nhân viên nha các bạn. Còn nhỏ nhân viên điện cho mình luôn nha các bạn. Nó xin địa chỉ của mình cho nó địa chỉ cho số điện thoại. Bắt đầu cái nó nói nó bay qua đây nha các bạn. Đó các bạn thấy không nè, đó giờ nó kêu mình qua đây đúng không, nó kêu qua đây nó nói nó đem tiền qua đây nhiều quá nên bị công an và một sân bay bắt lại nha các bạn. Đó, các bạn coi đi. Đó, giờ nó kêu mình là đem tiền ra chuộc nó đi, kêu đưa đem tiền ra là chuộc nó về. Mà các bạn thấy không, nó kêu mình là làm theo hướng dẫn của nhân viên á, rồi xong chuyển khoản qua bên cái tài khoản của con nhỏ nhân viên và nhân sân bay nha các bạn. Mà các bạn nghĩ gì, sao mà mình cho được đúng không các bạn? Khi mình chuyển tiền giờ đó là mình đâu biết là ai nữa đâu. Bây giờ mình kêu nó chuyển tiền của nó qua bên mình đi rồi mình bảo lãnh nó cho, nó không chịu nha các bạn. Đó, bạn xem đi nè. Đó. Bạn thấy không? Cái này là nó lừa đảo xuyên quốc gia luôn nha các bạn. Lừa đảo dữ dằn luôn. Đó, nó nói là bắt đầu nó nói là nó sẽ bay qua bên mình nè các bạn thấy không? Đó, nó nói các kiểu là điểu luôn. Nó dụ nha các bạn. Đây, nó chỉ gỡ hình nó đây nè các bạn. Đó, hình của nó nè. Những ai đã từng bị nó lừa đảo thì nhớ nha các bạn. Trình báo công an nha. Nó đòi gỡ tiền qua cho mình thì mình không lấy nha. Mình không bao giờ lấy tiền nha các bạn. Đó, giờ bắt đầu nó nói để nó bay qua, nó sẽ đem tiền qua, nó đầu tư gì á, nó làm gì á. Mình kêu nó qua đây chơi thôi. Đó, các bạn thấy không? Rồi bắt đầu cái nó có con nhỏ như người nước Việt Nam mình luôn nha các bạn. Nó có liên hệ với người Việt Nam mình đây luôn, điện thoại cho mình
Rồi nói á, là bây giờ mình có một người bạn nước ngoài vậy đó, bay qua đây giờ bị bắt ở ngoài sân bay nha các bạn, vì đem tiền quá nhiều nha các bạn, đem tiền đô quá nhiều và bị bắt. Và bây giờ nó kêu mình ra đóng phạt và bảo lãnh cái thằng đó nha các bạn, là 12 triệu nha các bạn. Đó các bạn thấy không, nó lừa đảo lớn không. Khi kêu mình á, đi ra bảo lãnh thì mình không đi nha các bạn, mình nói là mình không có số tiền lớn đâu nha các bạn. Đó các bạn coi nè, đó rồi mình nói nó mình không có tiền bảo lãnh ở đâu, nó nói vậy nó sẽ bay về nước nha các bạn. Đó các bạn thấy không, tôi sẽ trở về đất nước của tôi và không bao giờ trở lại đất nước của bạn. Đó các bạn thấy không, xem đi. Đó mình nói ok bạn về nhà đi vui vẻ, ok. Và bắt đầu nó qua ngày sau mình nhắn tin với nó nha các bạn, mình nhắn tin nó, mình nói hello, mình chào nó nói là nó đã về nước nha các bạn. Cái mình nói ok vậy tốt rồi, cái nó về xong cái mình điện thoại lại nói là nó không cho mình liên lạc được luôn nha các bạn. Bây giờ là nó chặn mình luôn nha các bạn. Đó các bạn thấy không, lừa đảo không, ớn không. Đó bây giờ nè nó chặn hết trơn, giờ mình vô trang cá nhân đó mình coi không được luôn nha các bạn. Đây đó các bạn thấy không, vô trang cá nhân của nó không được luôn nha các bạn, nó chặn tất cả tin nhắn đồ của mình hết luôn nha các bạn. Đó những ai bị nó lừa đảo thì nhớ nhớ cẩn thận nha các bạn. Nó kêu mình ra, nó nói là nó rất có nhiều tiền nè các bạn thấy không, nó nói có rất nhiều tiền đô, nó kêu mình nó đem tiền Việt Nam của mình á nạp cho con nhỏ nhân viên điều hướng gì của nó đi, rồi nó sẽ ra nó đưa lại cho mình nha các bạn. Mà mình đâu có ngu đâu các bạn, trời ơi dễ gì ha, dễ gì ăn tiền của mình ha các bạn. Trời ơi cái chiêu này về con nít nó còn dụ mình còn được chưa, được trò chơi nít các bạn ơi. Nào các bạn thấy không, mình thật sự là mình chỉ muốn quen nó làm bạn thật lòng, mình chỉ mời nó qua đây chơi. Nó mình mời nó qua chơi mà nó lừa đảo nè các bạn, nó nói là nó có rất là nhiều tiền đó các bạn thấy chưa, rất là nhiều tiền mà vậy nè. Đó nhiều tiền mình kêu nó chuyển khoản cho mình đi thì mình bảo lãnh nó ra, nó nói không được nha các bạn. Nó kêu nó nói bây giờ chỉ nó tiền của nó là nó giữ nha các bạn. Đó các bạn thấy không, đó bây giờ là nó chặn hết tất cả nha các bạn. Nhưng mà bây giờ mình lấy nick Facebook khác vô là được nha các bạn, mình vô nick của nó mình nhắn tin được nha các bạn mà nó không trả lời đâu. Đó bây giờ nó chặn mình hết tất cả nè các bạn thấy không, lừa đảo không. Đó nè lừa đảo nè, cái này là lừa đảo trên Facebook nè các bạn thấy không, đừng tin là những lời trên mạng nha các bạn. Đó lừa đảo nè, những ai mà nhẹ dạ là bị nó lừa đảo liền. Đây còn số của con nhỏ nhân viên sân bay nè các bạn, mình cho các bạn xem luôn nha. Đây nè các bạn thấy không, 08 cái gì 03, xin lỗi các bạn, 03892 31 31 757 nha các bạn. Đó các bạn thấy không nè, cái số này nè, cái số này là bữa điện cho mình nè, nó nói là có mình có người bạn ở bên nước ngoài bay về đây và mang theo đi khi đi qua một cái camera và sót trong hành lý á, là phát hiện trong người của người đó mang rất là nhiều tiền nha các bạn, và bị bắt lại kêu mình á, là phải ra bảo lãnh nó và đóng 12 triệu để bảo lãnh thằng đó nha các bạn. Nhưng mà mình nói á, là khi mình liên hệ với nó thì nó kêu mình á, là chuyển khoản cho cái số tài khoản này nè các bạn. Đó nó kêu mình chuyển khoản cho nhỏ nhân bên sân bay điều hướng gì nè, nhỏ nhân viên này nè, nhân viên này là của nó luôn nha các bạn, bạn để ý nha, cái này là nó cấu kết từ ở bên nước ngoài về với Việt Nam luôn, cẩn thận nha các bạn. Đó các bạn ai đã từng bị nó lừa đảo thì hãy cẩn thận nha. Nè đây nè, mình đưa cái hình lên cho coi nè, đó không, đây nè các bạn, lừa đảo nha các bạn. Đó. Và thôi giờ mình xin kết thúc video nha các bạn hãy cẩn thận, hãy chia sẻ video này để cho những ai đừng bị lừa đảo, để cho chúng bọn chúng nó lừa đảo nha các bạn, hãy chia sẻ mạnh mạnh lên nha các bạn, đây là lừa đảo xuyên quốc gia luôn nha các bạn, lừa đảo dữ dằn luôn. Các bạn xem được clip này hãy chia sẻ mà mạnh mạnh để cho những ai mà bị chúng nó lừa đảo gì nha các bạn, hãy chia sẻ nha các bạn. Bye bye, chào tạm biệt các bạn nha.